Nào mình lại đây. À tủ lạnh. Chứ hả? Anh nghĩ cái gì? Đâu anh giờ đâu nghĩ gì đâu. Anh ơi bây giờ em với anh 1, 2, 3 mình mở cửa này ra ha. Trong đây có những cái món mà anh thích cả những món anh không thích. À. Và ngay bây giờ 1, 2, 3. Oh wow. Wow. Oh nhiều, nhiều quá. Anh nè, ơi món những nào món anh thích nè. Đây là món anh thích nhất. Thịt bò. Thịt bò. Dạ. Thịt bò rất tốt cho sức khỏe luôn. Không thể nào mà gọi là anh thiếu được, kiểu mà như là 30 ngày thì anh nhất anh cũng phải ăn được 15 ngày. Vậy đó hả? Ừ, bò bít tết hay là rất tốt cho bò sức khỏe. Xào dạ. Món gì? Trứng. À trứng. Trứng là mê lắm, cứ xin mẹ là ăn trứng, muốn ăn 3 bữa trứng luôn nhưng mà mẹ không chịu, mẹ nói ăn nhiều quá không tốt. Dạ. Bánh cá. À, bánh cá cái này là dễ ăn nhất nè, tại vì nhiều khi mà cái thời gian của mình á, mình không có thời gian, mình chỉ cần đợi nó để tủ lạnh đúng không? Mình ra rã đông xong mình chiên xào nấu nướng gì tất cả ăn được. Anh bỏ vô mì gói ăn được luôn đúng không? Được nhưng mà anh thường là ít ăn mì gói lắm. Không, em thấy cái chế độ ăn uống của anh vậy là em hiểu rồi, có nghĩa là anh rất hạn chế những chất béo đúng không? Đúng rồi. Và cá thì nó có nhiều loại cá, nó sẽ giảm béo, nó có nhiều dễ ăn nữa. Nhiều gọi là protein đúng không? Chính dạ. Ở đây có cái món anh ghét nhất nè. Trời ơi, món gì vậy anh? Hành. Anh ghét hành hả? Hành thơm mà. Không phải, tại vì thật ra mấy anh hồi có lúc thì anh ăn hành, có lúc mà kiểu như là anh muốn tốt cho cơ thể á thì anh sẽ ăn, anh biết rằng là nó giải cảm, chống ung thư đủ kiểu. Đúng rồi, hết rất là nhiều, cho nên dạ. Sau này anh cũng đã ráng tập ăn rồi. Đúng rồi, anh ăn rất là khoa học luôn đó. Ừ, biết nghĩ cho sức khỏe của mình thì ráng nó những dạ. Món nè, cà rốt anh cũng có thích ăn đâu. Ủa, sao vậy anh ơi, hãy ăn cà rốt như một con thỏ, chúng ta sẽ trẻ hoài. Không, con luôn thích ăn nó sao sao đó. Anh có biết tại sao Hằng Nga trẻ không? Ăn cà rốt cũng thỏ hả? Trời ơi, em tính anh trả lời là ăn con thỏ chắc em xỉu quá. Ăn cà rốt cùng với con thỏ mới trẻ như vậy đó. Ớt cũng là cái món anh thích. Anh thích ớt hả? Ừ, anh rất thích ăn ớt. Ớt nhiều nóng lắm đó. Ừ, tại vì bình thường là mẹ anh là người Thái, cho nên tất cả những cái món của anh nấu thường là anh ăn từ nhỏ lớn là thường có cay. Anh biết nói tiếng Thái không? Biết. Anh ớt cay quá nói sao? Anh đi phép ma. Anh đi phép ma. Ồ, em không thích nói sao? Thanh mê shop. Thanh mê shop. Anh đi phép ma. Thanh mê shop. Dạ. Còn cái món gì nữa không ta? À, khoai. Khoai tây. Đối với anh khoai tây chiên là một cái món mà nó không phù hợp với sức khỏe. Dạ. Nhưng mà nhiều khi anh cũng rất mê. Cũng ghiền lắm. Lâu anh ơi em mê kinh khủng luôn đó. Mà giờ em bỏ rồi, em tự bỏ. Bỏ là tí nữa làm cho em ăn được không? Được anh, ngon chứ trời. Sao nó bỏ? Trời đó. Mình hạn chế, mình không làm nhưng mà người khác làm thì mình phải ăn chứ được. Đúng không? Trời ơi, cái tủ lạnh đã mà gì đâu á. Nhiều điều đã hơn nữa, chúng ta đóng tủ lạnh lại và tủ lạnh mang ra không ăn đâu nữa. Một chút xíu nữa anh sẽ được mang đến những món ăn ngon hơn cái tủ lạnh đó nhiều.